Hello, xin chào tất cả các bạn đã ghé lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn giải cái con Super LV này. Đó, các bạn thấy không? Đây, cái con này nó rất là đẹp luôn các bạn thấy không? Thì ở cái con này á, lúc mới á, các bạn nhìn vô với lại các bạn không quan sát kỹ á, thì nó rất là khó luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn tập trung vô á, các bạn coi á, các bạn giải á, thì nó rất là dễ luôn. Nó chỉ có công thức lên lên xuống xuống hay là xuống xuống lên lên thôi. Nó y như những con Q hay AV hay gì thôi. Thì cái này nó sẽ có 4 bước. Bước thứ nhất á, là mình sẽ làm 4 cái cạnh này nè. Đó. Thì nó y như là những cái con Ready á, mình làm ví dụ như mình làm cái mặt trắng này nè, xong 4 cạnh này, xong rồi mình làm cái tầng 2 cho nó đúng. Đó, xong rồi bước 3 là mình làm 4 cái cạnh màu vàng này. Rồi là xong cái bước 3, rồi cái bước 4 là mình làm mấy cái tâm ở trong, là nó chứa 4 bước. Thì cái bước đầu của nó đó là y như là cái con mấy cái con mà Ready rồi gì đó. Nó rất là dễ luôn, nó không có khó đâu. Nó chỉ khó là khó ở cái bước 4 đó, cái bước mà làm cái tâm này nè. Thì nó khó là tại vì các bạn có thể là các bạn nhìn không kỹ á, thì nó sẽ hơi khó. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn kỹ á, là các bạn làm rất là dễ luôn. Nó chỉ là lên lên xuống xuống hay là xuống xuống lên lên thôi. Đó, thì giờ mình sẽ vừa mình sample lên, giờ mình vừa hướng dẫn mình vừa nói luôn thì các bạn mới hiểu, chứ mà mình nói không các bạn khó hiểu lắm. Thì cái đó là mình tranh thủ sơ để mình nói trước sơ sơ về cái cấu trúc của cái con này thôi. Tại vì mình phải vừa hướng dẫn, mình vừa nói thì các bạn mới hiểu được. Bây giờ mình sample lên luôn. Đó. Rồi, đây, đó. Rồi, sau khi mình sample xong, bắt đầu mình sẽ hướng dẫn giải. Thì cũng giống như nãy mình nói á, là trước tiên mình sẽ làm cái mặt màu trắng. Thì đây nè, đây là có cái viền trắng nè các bạn thấy không? Thì mình làm bốn cái góc này nè, bốn cái cạnh màu trắng này trước. Còn còn cái chính giữa này á, là cái bước 4 mình mới làm. Thì bước đầu á, là mình làm khuôn cái này á, bằng y như con Ready. Thì các bạn để ý là đây nè, trắng đỏ nè, phải không? Thì mình sẽ tìm cái viên trắng với lại cái xanh đậm nó sẽ nằm bên đây. Thì mình coi coi viên trắng với xanh đậm đâu. Đây, trắng trắng xanh đậm đây nè. Thì mình đưa nó qua đây, đưa nó dễ lắm nè các bạn, chỉ cần dùng cái công thức lăn lăn bi á, không mình cứ lăn này nè đó, rồi mình lăn nó qua thôi, lăn nó lên đó, các bạn thấy đúng không? Trắng đỏ trắng xanh thì đối diện với trắng đỏ nó sẽ là trắng cam. Thì đây nó nè, viên này viên cam nó vô luôn rồi nè, đúng không? Rồi còn bên đây nó là sẽ là cái viên trắng với xanh lợt. Thì đây nó đưa đây, mình lăn nó lên đó. Đó, đó tới cái viên cuối cùng như vậy nè. Hồi nãy mấy cái viên này mình còn lăn lên dễ phải không? Ba viên này mình còn lăn lên dễ. Tới cái bước cuối á, cái viên này á, nếu mà mình đưa nó lên nè, các bạn thấy không, thì nó sẽ mất mất đi cái cam. Các bạn thấy đúng không? Nếu mà mình đưa trực tiếp lên nó sẽ mất cái cam. Thì rất là đơn giản thôi, mình giấu cái cam nó xuống rồi mình đưa nó lên rồi mình trả về thôi. Đó, giờ là ta đã được cái mặt trắng rồi đó, các bạn thấy không? Nè, trắng đỏ nè, trắng xanh đậm nè, trắng cam và trắng xanh lợt. Đó, vậy như vậy là ta đã hoàn thành được cái mặt trắng rất là đơn giản luôn. Đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ xong cái mặt trắng thì ta làm cái tầng này thôi. Ví dụ như là nè, đây trắng đỏ, bên này là đỏ với lại cái xanh đậm nè, thì mình tìm cái viên này đỏ với xanh đậm mình đưa nó vô thôi. Đây nè, đỏ xanh đậm thì mình cũng dùng cái công thức lăn bi thôi nè, mình lăn nó xuống rồi mình lăn nó qua đó, đâu làm gì đâu, chứ cần lăn 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 là tự động nó về rồi, chứ không có cần phải nhớ thuộc công thức gì đó, đúng không? Đỏ nè, xanh nè, rồi bên đây nó sẽ là cái viên xanh này với lại viên cam. Đầu xanh với viên cam thì mình lật ra mình tìm đây, xanh xanh với cam đó, mình chỉ cần mình đưa lên nè, xanh nè, cam. Rồi bên đây nó sẽ là cam với lại cái xanh này, đây cam xanh này. Thì nó nếu mà nó lăn qua thì nó sẽ phá cái viên này đi nè, đúng đúng các bạn nè, viên này. Nhưng mà không sao, mình cứ qua trước đây là một nè, rồi mình lăn nó qua, mình lăn nó qua nè, nó không nè, cam với xanh. Còn cái này thì mình giờ mình trả lại thôi đó, xanh cam cam xanh đó, các bạn không, nó dùng cái công thức lăn bi lăn 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 thôi là xong. Rồi cái góc ở đây nó là xanh này với màu đỏ thì nó nằm đây, thì mình cũng sẽ lăn nó qua đây thôi, đúng không? Đây nè, xanh với đỏ nè, mình lăn nó qua đây thôi. Thì mình cứ lăn như nè, lăn qua lăn xuống lăn lên đó, không là nó xanh với đỏ. Rồi cái này mình chỉ việc mình trả nó về thôi. Rồi giờ là ta hoàn thành bước 2 nè, các bạn thấy đúng không? Đây bước 1 nè, trắng nè, bốn bốn cái góc trắng phải không? Cam nè, nó sẽ đúng với cam nè, không? Trắng xanh nó đúng với xanh nè. Trắng đỏ nó đúng với đỏ nè. Xanh đúng với xanh nè. Đó, nó y như con Ready luôn, các bạn thấy đúng không? Rồi.
Xong cái bước này rồi ta lật qua, ta cũng sẽ làm cái màu vàng này luôn. Thì các bạn để ý nè, màu vàng nè, nó có hai viên nè, nó có viên đỏ này, đúng nè, đúng không? Vàng đỏ nè, vàng đỏ đúng thì mình để cái mặt màu đỏ, cái mặt đúng đối diện mình. Giờ mình nhìn này là viên cam nè, các bạn thấy không? Bên đây thì nó có vàng rồi, không nó không, mình không tính, mình tính đây cam, thì mặt này là mặt cam, thì mình xuống cái mặt cam, mình dùng cái công thức xuống nè, thấy không? Giờ mình xuống bên đây, giờ mình trả về, giờ mình trả về đó, gọi là xuống xuống lên lên. Các bạn thấy giờ nó đã đúng hết nè, vàng nè, vàng vàng nè, bốn cái mặt, bốn cái góc vàng nè đó, nó cũng đúng luôn nè, không? Vàng xanh nè, vàng đỏ nè, vàng xanh nè, vàng cam nè đó. Vậy là ta đã hoàn hoàn thành được 3 bước rất là đơn giản luôn, nó y như là những cái con ready thôi, đúng không? Các bạn nào đã từng giả con ready rồi là rất là đơn giản luôn đó, 3 cái bước là đó, là 3 cái bước rất đơn giản luôn rồi. Xong xong tới bước đó đó, bắt đầu mình sẽ làm những cái con ở chính giữa này nè. Cái này thì nó sẽ hơi hơi rấu một chút, nhưng mà các bạn để ý kỹ. Thì trước tiên ta ta sẽ làm cái tâm này trước. Thì các bạn để ý đây nè, mình sẽ làm sao mà cho nó ba, trước tiên mình sẽ làm 3 tâm cho nó gần nhau. Thí dụ như cái này nè, cái này là đúng rồi nè, các bạn thấy để ý không? Thì cái này là màu xanh nè, thì cái tâm này tâm xanh đúng rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái viên vàng này lên đây đó, để cho nó đúng với cái màu vàng này luôn. Thì cái cách đưa mình để như vậy nè đó, mình sẽ đưa cái vàng này lên nè, đưa nó lên, đúng không? Giờ mình lên, giờ mình xuống, giờ mình xuống đó, các bạn thấy không, là nó đã có được cái màu vàng. Thì cái xanh này nè, giờ màu xanh này nè, giờ mình sẽ làm cái màu nào nữa đây, màu đỏ đi, màu đỏ để cho nó đúng 3 màu. Nhưng mà ba cái này nó đâu có màu đỏ đâu, thì mình sẽ đưa cái màu đỏ này lên đây để mình chuyển nó xuống dưới đây. Thì đưa lên thì dễ rồi, đưa lên nè, lên lên xuống xuống đó, đưa nó màu đỏ ở đây để nó lưu quanh đây cho nó dễ nè. Hồi nãy là mình có cái màu xanh rồi đúng không, đây có màu vàng rồi nè, giờ mình sẽ làm cái màu đỏ này nữa rồi. Thì muốn đưa cái màu, muốn đưa cái này màu đỏ lên thì mình đưa cái này lên để mình đón nè, lên nè, lên xuống xuống. Rồi các bạn nhìn lại đi, ta đã có được 3 màu nè, màu đỏ nè đúng không, 4 cái cạnh là 4 cái cạnh đỏ, tâm là đỏ, vàng, xanh. Đó là ta đã được 1 chùm 3 rồi. Thì chùm 3 đó ta để xuống dưới, ta để xuống dưới rồi ta quay cái chùm 3 này lên trên, ta làm một lần nữa là ta hoàn thành luôn. Thì các bạn thấy không, đây màu cam, viên tâm đây màu cam, thì mình đưa cái màu cam lên trước, lên lên xuống xuống. Rồi đó, các bạn thấy không, cam nó đúng, về trắng cũng đúng, xanh này cũng đúng, rồi rồi nó đúng hết luôn, xanh, vàng, xanh, cam, trắng, đỏ. Đó, như vậy là ta đã hoàn thành được cái bước tâm, là cái bước thứ tư. Còn cái bước thứ năm là ta sẽ làm mấy cái viên cánh này nữa là ta sẽ hoàn thành, đúng không? Các bạn thấy không, 4 cái bước đó rất là đơn giản luôn, các bạn thấy không, rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nhìn chút xíu là các bạn làm được à. Rồi bây giờ tới cái bước cuối cùng là cái bước hơi khó, nó nói chung khó cũng không phải khó nữa, mà nó thứ nhất là nó lâu, lại thứ hai là các bạn phải nhìn kỹ. Bây giờ mình sẽ làm như vậy nè, bây giờ đó nói chung là mình thấy cái mặt nào là mình làm cái mặt đó thôi, chứ mình không có nhất thiết là mình phải làm khuôn mặt. Tới khi nào mà gần cái bước cuối á, giờ mình thắng làm full mặt, các bạn thấy không, mình sẽ làm từng cánh một. Thí dụ như màu đỏ đi, mình thấy cái viên này nè đó, là mình sẽ đưa lên đây. Trước khi đưa lên đây nè, các bạn đi nè, bạn quay nè, các bạn thấy đúng không, quay, các bạn quay cái viên đỏ này cho nó lên đây, để hồi nữa mình làm cái công thức á, thì cái viên đỏ này nó chạy lên đây đó, đúng không? Thì cái công thức mình làm á, là cái viên dưới đây nè nó sẽ chạy lên đây, còn cái viên này nó chạy xuống dưới đây. Thì bây giờ mình phải lấy cái màu đỏ mình để lên đây đó. Rồi các bạn để như vậy nè, ở cái mặt đỏ nãy mình làm nè, cái bước này là nó hơi rối nha, các bạn phải nhìn kỹ các bạn làm nè, lên lên xuống xuống đó. Xong bắt đầu ta quay qua cái mặt này, ta lật lên nè, các bạn để nha, ta quay qua bên đây, xong rồi ta lật xéo lên nè đó. Rồi ta dùng cái này ta lên, hồi nãy ta lên bên phải đúng không, bây giờ ta sẽ lên bên trái trước. Nãy ta lên bên phải trước thì bây giờ ta lên bên trái trước, lên lên
xuống xuống rồi xong đầu đỏ nè, ta trả về nè, đó ta được hai viên đỏ nè, các bạn thấy đúng không, hồi nãy con viên đỏ giờ được hai viên đỏ đó. Rồi ta cứ vậy ta làm đây, như như cái viên cam này nè đó, bắt buộc nó phải nằm như vậy nè thì nó mới lên trên đây được. Tại vì nào bây giờ các bạn ý nè, bây giờ nó có hai viên cam đúng không, tí nữa ta làm nó sẽ có thêm viên cam nữa là nó thành ba viên. Bây giờ nó còn hơi nhiều quá các bạn nhìn hơi đói, nhưng mà càng về cuối các bạn dễ nhìn lắm, thì các bạn chịu khó nhìn là làm được. Nè ta bắt buộc ta phải để ở đây, nói chung ra là thí dụ như ta muốn đưa cái viên trắng nào lên đây thì cái viên trắng nó phải nằm ở đây chứ nó không được nằm dưới đây đó. Bất cứ nào thí dụ đỏ cũng vậy nữa, ta muốn đưa những cái cánh đỏ ra là ít ít nhất là những cái cánh đỏ nó phải nằm gần gần như vậy nè đó, thì ta mới đưa lên được, chứ nó nằm dưới đây là hoàn toàn không đưa lên được nha các bạn. Đó ví dụ như bây giờ cái viên cam nè, nè bắt đầu ta quay đó, nó cái này gọi là ta mượn mượn gốc của nó để ta làm cái công thức đó, là cái viên cam này nó sẽ chạy lên đây, viên vàng nó chạy xuống đó. Giờ mình để lại nè, mình đếm cho các bạn thấy nè, không đây là nó có hai viên cam rồi không đó, mình làm hồi nữa nó sẽ có thêm viên cam nữa là thành ba nè, đây cam nè, mình quay nè đó, là để cho nó cái viên này nó chạy lên đây thì các bạn để như vậy nè. Bắt đầu ta lên bên phải trước là lên cái viên bên mà có viên cam á, lên lên xuống xuống đó, xong bắt đầu ta cầm qua cái mặt bên đây nè, ta lật lên vậy nè đó, rồi bắt đầu ta lấy cái này ta chẻ lên. Các bạn rối là rối cái chỗ này nha, các bạn phải để ý cái kỹ cái chỗ này nè, rối là rối chỗ này á, nếu mà các bạn để không đúng á, không đúng chiều là các bạn làm nó sẽ bị sai đó. Hồi nãy là ta lên bên trái rồi không, nãy ta lên bên phải thì bây giờ ta lên bên trái, lên lên xuống xuống, rồi ta trả cái cam về đó, các bạn thấy không, nó đã có ba viên cam, hồi nãy nó có hai viên cam không, giờ được ba viên đó. Cứ như vậy ta làm đó, như cái viên này nó đã nằm đây đúng nè, ta làm nữa là nó full cam luôn nè đó, ta cũng lật qua nha nè đó, bạn thấy không, thì ta sẽ đưa nó lên đây thì nó sẽ đúng ở trên đây, nó sẽ là full cam luôn. Các bạn để như vậy nè đó, các bạn phải nhìn kỹ nha, cái này cái bước này là bước rối á nè, lên lên xuống xuống đó. Giờ các bạn giữ im nha, đó nó rối là rối rối khúc này nè, giờ các bạn quay qua cái mặt này, giờ các bạn chẻ lên trên đây đó, là chẻ cái này lên trên, giờ các bạn lên lên bên tay trái, lên lên xuống xuống, rồi các bạn trả cam về đó, là các bạn thấy không, nó đã phun mặt cam đó. Cái này là gọi là tùy mình nhìn theo tình huống mình đưa lên thôi, chứ không nhất thiết mình phải làm phun cái một mặt nào, như cái mặt vàng nè, đây nó có viên vàng mình đưa lên nó sẽ dễ đó, mình cứ thấy cái nào mà nó dễ lên thì mình đưa nó lên trước thôi nè. Đây vàng nè, mình quay qua đây nè, để mình đưa cái này lên đây nè, các bạn đấy, đây là hiện tại cái màu vàng này là nó chưa có cái viên nào đúng không, thì mình sẽ đưa cái viên lên nó sẽ được một viên nè đó, đã vậy đây vậy đó, các bạn để vậy nè đó. Rồi bắt đầu ta lên bên phải nè, lên bên phải nè, phải không, lên rồi lên xuống xuống đó. Các bạn giờ các bạn, tại các bạn thấy cái màu cam không, bây giờ nó dễ nhìn cho các bạn rồi nè, không, rồi các bạn quay qua bên đây đó, rồi các bạn lên lên xuống xuống đó, không, nó màu cam, rồi ta trả lên vàng lại đó, các bạn thấy không, nó đã được một viên màu vàng, hồi nãy nó không có viên vàng nào, giờ mình làm nó đó có được một viên đó. Giờ cứ như vậy ta làm đây, xanh này cũng vậy nè, xanh này ha, cãi nó cứ làm đi, đây nè, xanh nè, không là ta sẽ đưa lên đây, ta quay qua nè, đó là ta sẽ đưa lên đây, rồi ta cũng y vậy ta làm nè. Cái bước này là bước quan trọng nha, mình cố tình mình lặp đi lặp lại hoài để cho các bạn nhìn luôn á, các bạn khó là khó cái bước này á, lên lên xuống xuống nè, bắt đầu nha, xuống xong bắt đầu ta lật qua bên đây đó, các bạn để ý nha, kỹ đó không, xong rồi ta làm bên trái trước, lên lên xuống xuống đó, rồi ta trả cái xanh về đó, không được xanh nè đó. Rồi bây giờ ta làm cứ vậy ta làm tiếp, đây vàng nè, vàng lên đây là nó sẽ được hai viên vàng nè, đây con viên đúng không, đây con viên thì mình quay cái này nè đó,
để cho nó di chuyển lên đây. Đó, giờ cứ vậy mà ta làm. Lên, lên, xuống, xuống. Đó, nó khó là khó cái bước này nè. Đúng rồi, tới khi ta quay qua ta để vậy nè. Đó, giờ nãy bên phải, giờ ta làm bên trái. Lên, lên, xuống, xuống. Giờ ta trả cái vàng về. Đó, ta được hai viên. Đó, nó khó là khó cái bước mà cái lúc mà các bạn quay qua đó. Đó, các bạn phải nhìn cho kỹ cái bước đó, các bạn chỉ cần làm được cái bước đó là các bạn làm giải được cái con Rubik à. Rồi, đây viên xanh này đây nè, nó lên, nó nằm, nó phải nằm ở đây tới khi mình quay như vậy nè, thì nó sẽ từ đây nó chạy ở đây, thấy không? Đây xanh nó có hai viên, mình sẽ làm nó chạy ở đây, nó sẽ thành ba viên. Đó, để đây, bắt đầu nè. Không, nó càng nhiều á, nó càng giải nhiều á thì các bạn dễ nhìn lắm. Nè, lên, lên, xuống, xuống. Đó, tới cái bước này nè, các bạn quay qua đó, phải quay như vậy nha. Đó, mình quay rất là chậm luôn á, nó khó là khó cái chỗ cái quay á. Giờ bắt đầu lên, lên, xuống, xuống. Rồi cái xanh trả về, đó được ba cái ô xanh, các bạn thấy đúng không? Nãy có hai rồi, giờ được ba. Nó cứ như vậy mà ta làm, rồi ta cứ lựa thôi. Để coi rồi còn cái gì để đưa lên nữa không? Đây, đỏ đây. Đây, ta cũng quay qua đây. Đó, để ta đưa lên đây. Thì đỏ nó có 1, 2 nè. Bây giờ mình đưa cái viên đỏ này lên nữa là thành 3. Đưa nó. Nhìn nha. Lên. Lên. Xuống. Xuống. Đó, cái bắt đầu khó là khó cái bước này nè. Rồi quay qua đây. Lật nó lại. Đó. Rồi bắt đầu ta lên bên trái. Lên, lên, xuống, xuống. Rồi xong, đỏ ta trả về. Đó không, ta đã được ba viên đỏ, đúng không? Nó cái công thức của nó chỉ là lên, lên, xuống, xuống thôi, nhưng mà quan trọng là cái bước quay á, các bạn phải để ý kỹ các bạn mới làm được nha. Rồi để mình coi còn cái viên nào nữa. Đây viên xanh đây. Xanh này nó lên đây, nó sẽ thành hai viên. Đây đây nó có một viên rồi, lên là thành hai viên. Nào lật nó qua nè, đó không? Nó lên đây. Nào bạn nhìn kỹ lại nha. Lên, lên, xuống, xuống. Đó, nó khó là khó cái bước này nè. Đầu mình quay qua mặt bên đây, giờ mình dựng nó lại, giờ bắt đầu cái mình làm. Lên, lên, xuống, xuống. Rồi trả xanh về. Đó, rồi xanh được hai viên, đó không? Giờ cứ như vậy ta làm tiếp, làm cho tới khi nào nó không còn làm được nữa thì thôi. Bắt đầu tới cái bước mình sẽ làm từng bước để mình quán dị. Đấy coi coi. Rồi không còn cái bước nào nữa. Các bạn để ý đúng không? Ví dụ như cái viên xanh đó, mình muốn đưa cái màu xanh lên ít lắm là nó phải nằm vòng vòng ở đây nè. Đúng không? Đó, viên đỏ cũng vậy. Đây. Rồi. Giờ các bạn để ý nè. Bây giờ nè. Còn một mặt màu đỏ phải không? Bây giờ mình làm mặt màu đỏ đi. Bây giờ ít mình muốn đưa cái viên này lên trên đây á, là ít lắm là mình phải đưa nó lên trên hàng này, đúng không? Giống như hồi nãy giờ mình làm á, thì giờ mình ít lắm là mình phải đưa nó lên trên hàng này, đúng không? Thì bây giờ á, mình sẽ phải làm hai bước, thì mình làm y như nãy đó để mình đưa nó lên đây. Lên, lên, xuống, xuống. Nè, quay qua bên đây, dẫn nó ngược lên lại. Rồi lên, lên, xuống, xuống. À, các bạn thấy không, nó đã lên trên đây rồi, đúng không? Nhưng mà nó phiền cái chỗ này nè, nếu mà nó lên trên đây á, nó cũng không đúng. Nếu mà mình lật qua như vậy á, mình đổi nó, mình đổi con này nó chạy xuống cũng như không, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đổi hai cái viên này cho nhau, tức là cái con đỏ này nè nó chạy xuống đây, con trắng nó chạy lên đây. Đó, nó phiền là phiền chỗ đó đó, thì bây giờ mình cũng làm y như vậy thôi. Nè các bạn thấy không, viên đỏ nằm đây nè, nó nằm kế con trắng như vậy là sai nè. Nó phải nằm, hai con đỏ nằm gần nhau, còn con trắng nằm trên đây mới đúng. Thì bây giờ mình sẽ quán dị, con đỏ này nó xuống dưới đây, con trắng này lên đây. Lên, lên, xuống, xuống. Rồi cái này nè nha, các bạn quay qua đây, rồi các bạn dẫn lên đây. À, rồi các bạn làm. Lên. Rảnh đây chứ. Lên, lên, xuống, xuống. Đó, các bạn đổi lại được rồi nè. Đó các bạn thấy không, cái trắng này xuống đây, đỏ là đây. Đó, giờ bây giờ mình làm thôi.
bắt đầu nè, các bạn quay qua nè. Đó. Để mình đổi vị trí của nó. Rồi các bạn để ý nè. Lên. Lên. Xuống. Xuống. Không. Bắt đầu mình quay qua đây rồi lật nó lên vậy nè. Đó. Các bạn để không? Đang vậy nè đúng không? Quay qua đây, lật nó lên vậy. Rồi đâu? Lên. Lên. Xuống. Xuống. Rồi đỏ trả về. Đó là full được mặt đỏ nữa. Đó các bạn thấy không? Nó đã full được mặt đỏ. Đó còn cứ như vậy ta làm. Đó, nó khó là khó cái chỗ mà ta lên lên xuống xuống. Đây như cái này nè là hợp lý nè. Cái này ta quay qua đây nè. Là ta quay qua đây để ta đổi cho nó thì hợp lý nè đúng không? Nếu mà con trắng này nằm trên đây là không được, đúng không? Trắng đây mình quay qua đây. Giờ mình làm tiếp. Lên. Lên. Xuống. Xuống. Xong phải không? Ta quay qua đây, ta dẫn này lên. Đó. Rồi ta lên. Lên. Xuống. Xuống. Rồi ta trả xanh về. Đó. Rồi tiếp. Đó cái bước này tiếp nữa nè. Bây giờ đâu cái con xanh đâu đó bây giờ á tao phải mượn mượn cái này nè để tao đưa cái xanh này lên trên đây đó giờ tao đảo cái già này xuống để cho cái xanh nó nằm lên lên trên đúng không bây giờ nó nằm về không được rồi tao phải quay đây để tao đưa cái xanh này lên trên đây tại vì á ít lắm á là bây giờ mình muốn làm cái xanh này á, là ít lắm là nó những cái xanh nó phải nằm ngay đây nè đúng không các bạn hồi nãy giờ mình làm thì giờ nó nằm mút dưới đáy rồi thì mình phải quay nó lên để mình đưa nó lên trên đây đó. Gọi là giống như là mình mượn cái góc vàng á mình mượn cái góc vàng để mình đưa để đưa con xanh lên trên đây lên lên xuống xuống quay qua đây lật lên đây lên lên xuống xuống rồi trả về à, bây giờ đâu coi con xanh đâu rồi chưa chịu lên nữa đây nè con xanh nè đúng rồi nó lên trên đây rồi nè đó không chỗ đầu từ đây mình sẽ cho nó lên trên đây đó mình lật qua rồi ta làm tiếp thì nè đúng không ít lắm mình phải cho lên trên đây lên nó lên trên đây rồi thế đầu mình mới lật đây để mình đổi lên trên đây đó giờ ta làm tiếp lên lên xuống xuống rồi tao quay qua mặt bên đây tao lật lên vậy đó cái khó là khó chỗ đó đó nha quay qua xong lật lên 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 xuống xuống rồi tao trả xanh về đó là cái xanh nó đã hoàn thành không rồi tao cứ tiếp tục đây viên vàng đây đây mình cho lên đây để mình đưa đây để có viên xanh nó xuống dưới đây để nó tẹp dưới đây đó đây vàng lên đây lên lên xuống xuống đó nó cứ lên lên xuống xuống không à nhưng mà nó khó bước chỗ này nè các bạn quay qua đây và các bạn lật lên đây đó rồi lên lên xuống xuống rồi trả xanh về rồi, đó thấy không rồi bây giờ là chỉ còn có hai màu trắng với vàng thôi thì bây giờ nó nằm dưới đây rồi giờ ít lắm là mình phải quay mình mượn một cái màu nào đó để mình đưa cái viên vàng lên trên đây đó mình mượn màu đỏ đi không mượn màu đỏ để mình đưa cái viên vàng lên đây thì đây nè nếu mà nãy giờ mình làm công thức đúng không thì cái viên vàng nó sẽ chạy lên đây thì nó sẽ nằm gần gần kề cái viên cái màu vàng này thì mình mới hoàn thành được nó đó coi như là mình mượn cái màu đỏ nha đó để mình đưa cái viên vàng lên đây lên lên xuống xuống đó tới cái khúc này nè quay qua đây xong rồi dẫn lên đây đó lên lên xuống xuống rồi ta trả về đó ta mượn của màu đỏ nè các bạn thấy đúng không mình mượn của màu đỏ thì để cho mình hoàn thành cái màu vàng trước đi thì giờ lên đây nè đúng không thì nó lên đây nó sẽ hoàn thành cái màu vàng đó thì đây nó sẽ chạy lên đây đó giờ ta làm lên lên xuống xuống đó tới cái bước này khó nè quay qua đây dẫn qua đây đó là nó chỉ khó là khó cái bước đó đó các bạn chỉ cần để ý đúng cái bước đó là các bạn sẽ làm được à rồi nãy bên phải vô không thì giờ bên trái nè lên
lên xuống xuống rồi trả màu vàng về. À, rồi còn không, còn hai màu liền kề nhau rồi là dễ rồi. Cái đây đỏ nó lên đây, người ta chỉ cần được quay qua đây đó, thì đỏ lên trắng nó xuống là nó đúng nhau hết luôn. Rồi lên lên xuống xuống đó, cái khó là khó chỗ này nè, quay qua đây dẫn nó lên đây. Rồi lên lên xuống xuống rồi trả về. Rồi xong, ta đã hoàn thành con Super LV. À, các bạn thấy đúng không? Cái này á, nó có 5 bước. Cái bước đầu á, là ta làm y như những cái con Ready á. Ví dụ như ta làm full cái mặt trắng này nè, full 4 cái trắng này. Xong rồi ta làm cái tầng 2, nó cũng full hết luôn. Rồi ta làm cái màu vàng cho nó full hết. Rồi đầu ta làm cái tâm. Đó, lại là những cái bước dễ không? Còn cái bước khó đó là cái bước làm mấy cái cánh này nè. Đó, là nó khó, là khó ở chỗ lúc mà ta lên lên xuống xuống á, xong rồi ta quay quay qua đó, là các bạn phải nhìn cho kỹ. Thậm chí các bạn chỉnh tua chậm lại luôn, ở trên đây là nó có cái nút cài đặt đó, các bạn chỉnh tua chậm lại á, nó khó là khó khó cái lúc mà các bạn quay á, Đây nè. thì các bạn phải để ý kỹ thì các bạn mới làm được nha. Đó, nói chung giờ mấy lần đầu á thì các bạn hơi khó lắm, khó nhìn lắm, các bạn làm từ từ là các bạn sẽ làm được. À rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, chào tạm biệt.